Xin chào anh chị, hôm nay thì Tùng sẽ chọn cho chị Thủy ở Hải Dương một cái đàn guitar để cho chị Thủy về nhà tập. Thì luôn tiện thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị cách chọn một cây đàn nó tốt nhất trong cái tầm giá của anh chị. Sau khi thì Tùng để ngẫu nhiên nha, để ngẫu nhiên ba cái đàn đây. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ kiểm tra từng cây để cho anh chị coi. Đợt trước á, video trước thì Tùng đã hướng dẫn cho anh chị là nhìn vào cái chất liệu gỗ, nhìn vào những cái đường chỉ rồi đúng không, rồi nhìn vào cái đường viền này ha, rồi cái khóa đàn mặt gỗ. Rồi thì hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị là cách để chọn âm thanh, rồi mình kiểm tra các phím bấm thì nó có được tốt hay không. Ví dụ như là âm thanh cái đàn ha, chúng ta sẽ gõ nhẹ vào cái thùng đàn này nè, ngay chỗ con ngựa nè, và chúng ta nghe thử coi cái tiếng ở trong này nè, nó có giữ âm được lâu hay không. Giống như chúng ta tưởng tượng chúng ta đánh trống, đánh cái bùm còn nó vang được lâu hay không, thì cái đàn này cũng vậy. Nếu mà cái đàn mà chúng ta thấy là cái âm nó lưu trong này nè, lưu trong cái thùng đàn nó được lâu, có nghĩa là cái đàn đó đóng tốt, âm thanh nó tốt. Còn nếu mà một số cái đàn đánh vô cái bùm cái một xíu xíu là nó mất tiếng luôn, là nó không được lưu âm thanh, gọi là âm thanh nó bị điếc á, thì chúng ta không nên chọn ha. Ví dụ như cái đàn này do anh chị hơi khó nghe một xíu, thì anh chị sẽ gõ mạnh vào thùng đàn và anh chị sẽ nghe. Nếu âm thanh được lưu lại trong này từ 10 giây hoặc 15 giây trở lên thì cái đàn đó là tương đối là tốt, ổn. Còn nếu mà nó không được lưu được âm thanh nhiều như vậy thì cái đàn đó không không nên chọn nha chị. Ví dụ như cái đàn này Tùng Tùng gõ nhẹ ha, và thì Tùng xem thử là âm thanh nó lưu được bao nhiêu giây nha. Rất là lâu anh chị, nó vẫn còn lưu trong này. Đó là Tùng gõ vô thùng đàn thôi nha, chứ Tùng không có đàn ở dây. Tại sao mình phải gõ như vậy? Thì để thì Tùng coi thứ gọi là cái sự cộng hưởng trong này nè, nó có lưu được âm thanh hay không. Nếu mà khi mà cái đàn nó có lưu được âm thanh, nó có sự cộng hưởng khi mình đàn á, thì cái tiếng đàn này nó sẽ cộng hưởng vô trong cái thùng đàn, nó sẽ cho ra âm thanh rất là hay. Còn nếu mà cái thùng này nó không tốt á, thì mình đàn nó kêu cái dây thôi cái dây nó kêu thôi, chứ không không phải là cái thùng đàn. Rồi thì đó là một cách. Một cách thứ hai nữa là anh chị sau khi mà anh chị kiểm tra được cái thùng đàn rồi thì anh chị kiểm tra một cực kỳ quan trọng, đó là cái phím đàn. Thì phím đàn thì khi mà các thợ đóng đàn đó thì sẽ có lúc người ta đóng nó bị vội quá, hay là ta sơ xuất một vấn đề gì đó, hoặc là kỹ thuật mới, ví dụ như là những anh em mới làm nghề thì người ta sẽ đóng nó chưa chính xác. Thì khi mà đàn á, thì nó sẽ có những cái phím không có kêu. Anh chị phải chọn kỹ nha, anh chị phải chọn kỹ cái phím nào nó không kêu á, thì không phải là đàn nó hư nha. Không phải nó hư, nó bị lỗi một cái số kỹ thuật đó thôi, và những cái đàn đó thì để cho kỹ thuật người ta điều chỉnh lại. Còn mình là mình khách hàng mà, mình là người chơi đàn mà, mình đâu có biết chỉnh đàn đâu, cho nên là mình chọn những cái đàn nào mà nó không bị lỗi đó. Những cái đàn lỗi thì để cho thợ người ta kiểm tra lại ha. Rồi thì Tùng ví dụ là khi mình đàn nè, đàn chậm thôi, từng phím số 1, lấy tay đàn cũng được, lấy phím cũng được, thì Tùng lấy cái miếng bít này, ha, đàn này, cây đàn này bị rè, làm thấy chưa, bị rè, phím 1, phím 2, phím 3 nè, dây số 5 thì không bị, dây số 3 không bị, dây số 1 bị, đó, dây số 1, cái phím đầu tiên bị điếc nè, thấy chưa, nghe kỹ nè, rồi số 2 được nè, đó, số 3 bị điếc nè, số 4 này được. Vậy là cái đàn này lỗi nặng rồi, lỗi nặng rồi. Coi phía trong thử coi, chỗ này thì bình thường, rồi chỗ này nó bình thường. Rồi, vậy thì cái đàn này đang bị lỗi phím số 1 và phím số 3. Số 2 nè. Dây số 6 thì lỗi là phím 1, phím 2, phím 3. Dây số 1 thì lỗi phím phím 1, phím 3. Rồi, thì cái đàn này sẽ đánh dấu lại và
để cho kỹ thuật người ta kiểm tra lại, điều chỉnh lại. Cái này là điều chỉnh nó không có khó, nhưng mà phải biết nghề, phải biết kỹ thuật thì mới làm được. Còn nếu mà mình mua cái đàn về trúng cái đàn như vậy thì mình đàn không được đâu, mình chỉnh không được đâu, mà mình không biết chỉnh, mình chỉnh tầm bậy tầm bạ lại hư luôn cái đàn. Rồi cái đàn này để qua một bên ha. Rồi một chút thì Tùng sẽ làm dấu lại và để cho những bạn kỹ thuật sẽ sửa lại cái đàn này. Rồi cây đàn tiếp theo về cái mặt lưu âm thanh, chúng ta gõ vô và chúng ta nghe rền 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 trong á là ok. Rồi cây này thì cũng giống như cây đó thôi, cùng một loại. Rồi chúng ta kiểm tra cái phím. Cái đàn này thì bị hư hư phím số 3. Rồi, cũng hư phím số 3 luôn. Rồi, tôi để qua một bên. Rồi, tiếp theo thì Tùng sẽ test một cây đàn thứ 3. Này, kiểm tra cái đàn này. Cái đàn này thì âm thanh nó rền nó vang. Nó lưu âm rất là tốt ha, tốt hơn hai cái đàn hồi nãy nữa. Rồi bây giờ cái phím. Được ha. Các phím trong này. Rồi ok. Thì cái này thì tương đối là âm thanh tương đối là tốt và các phím thì nó không có bị rè. Thì những cái đàn này nè, thì đối với những người mới tập á thì thường á thì cái người sản xuất á, người làm đàn á, người ta sẽ chỉnh cái action, có nghĩa là khoảng cách từ cái dây đàn với lại cái phím đàn này nó rất là thấp, rất là sát nhau. Mục đích là để cho mọi người bấm cho nó nhẹ tay. Nó đỡ căng, đỡ đau tay. Khi mà chúng ta đờn giỏi rồi á, đờn quen rồi á, thì chúng ta sẽ nâng cái ngựa này lên một xíu, nâng cái ngựa sau này nè lên một xíu, cho cái khoảng cách dây nó hơi xa ra một chút so với là cái phím đàn. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Thì khi mà những anh chị mà mới tập đàn á thì chúng ta hay bị đau tay đúng không, và cái lực tay chúng ta đánh rất là nhẹ, cho nên chung là cái dây đàn nó phải sát vào cái phím đàn để chúng ta đàn nó đỡ đau tay. Nhưng mà khi mà chúng ta đờn lâu rồi á thì cái lực tay phải của chúng ta rất là mạnh, cho nên là khi mà chúng ta đàn mạnh mà cái dây đàn nó sát vào cái phím đàn nhiều quá thì nó sẽ bị rè. Cho nên là lúc đó thì người ta mới mới nâng cái ngựa lên. Nâng ngựa lên thì bằng cách là người ta sẽ nhả dây đàn ra và ta cắt một cái cọng dây, thường là lấy cái loại dây rút bằng nhựa anh chị, cắt một đoạn kê dưới này nè, chêm dưới này nè đó, để cho cái ngựa nó cao lên xíu, để cho cái dây đàn này nó hở ra một chút, thì để lúc đó mình đánh nó mới đã cái tay được, chứ không thôi là nó sẽ bị rè ha. Còn giờ đối với cái đàn mới thì như vậy là ok rồi. Cây này thì âm thanh là tương đối ổn ha, trong tầm giá. Thì cái cây đàn này thì nó là bằng mặt sau là bằng gỗ điệp, sau bằng gỗ điệp, thì làm là tương đối là kỹ. Mặt trước là gỗ thông, rồi khóa, khóa này thì cũng là khóa đúc, mà loại khóa đúc tốt. Cái đàn như thế này thì cái đàn này giá của nó là 2,5 triệu, nhưng mà ở cuối năm cho nên là lớp nhạc đang giảm giá xuống còn 1,950,000. Thì nếu mà anh chị nào muốn sở hữu cái đàn này giống như là chị Thủy á, thì anh chị cứ liên hệ với lại bộ phận trợ lý của Tùng ha, các bạn nó sẽ chọn một cái đàn mà tốt tốt nhất rồi trong cái tầm giá này, và sẽ gửi cho anh chị. Thì Tùng xin chào anh chị.